Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì shop lên giới thiệu với các bạn một cái mẫu nhẫn trơn rất là đẹp luôn. Nhẫn trơn này thì mình có rất là nhiều khách hàng yêu cầu làm cái kiểu như này, bởi vì thứ nhất là nó cũng rất là thông dụng, dễ đeo. Mẫu này thì các bạn có thể là đặt cho người già, người trẻ đeo được hết. Mình có thể là mình đặt để mình đeo hoặc là mình tặng bố mẹ nhé. Đấy, bố mẹ mình cái kiểu nhẫn này nó cũng rất là ok. Đây là một cái kiểu nhẫn trơn, mình gọi là nhẫn bo tròn hay là còn gọi là nhẫn mo mọi người nhé. Đấy, cái kiểu dáng của nó là hơi vòm vòm, vát hai cạnh xuống chứ không phải là vuông góc nhé bạn nhé. Đấy, cho nên là nó rất là hay. Mẫu này thì mình làm hàng đặt như thế này thì nó phải tầm hơn 3 chỉ, rất là nặng, rất là nặng và chắc chắn. Các bạn đeo thì kể cả các bạn có lao động mình cũng không sợ là bị bóp méo nhé, bởi vì là nó rất là dày. Nhẫn này là đặc đấy, đặc và bên trong là làm rất là nhẵn đấy, nhẵn và chắc chắn, cho nên là các bạn đeo là cực kỳ là dễ chịu. Mình nhận nhé, mình nhận làm nhẫn này. Nếu như bạn nào mình thích làm nhỏ hơn cũng được, hoặc là to hơn chút thì cũng được. Đó thì đây là một cái sản phẩm bằng chất liệu bạc ta và bạc đẹp để đáp ứng cho những khách hàng mình có nhu cầu thích những cái kiểu nhẫn đơn giản nhưng mà cũng vô cùng là khỏe khoắn này. Thì các bạn tham khảo cái dòng nhẫn mo tròn như thế này đấy, và đặc biệt là các bạn phải làm hàng đặt nhé. Đấy, hàng đặt thì mới có cái nhẫn dày đẹp như thế này, chứ bình thường mà các bạn mua sẵn ở trên thị trường thì nó chỉ có loại tầm độ một chỉ, hơn một chỉ thôi đó. Còn muốn to như này thì các bạn phải làm hàng đặt thì mới có cái loại to dày như thế này đấy. Cái này đeo lên tay cũng rất là chắc chắn và đẹp mọi người nhé. Đấy, mình sẽ thử cho các bạn xem luôn. Đây là cái dáng nhẫn khi mà đeo lên tay. Mình đang quay cho các bạn xem. Cái nhẫn này là có cái bản to là 0,7 cm đấy, thì các bạn xem, các bạn hình dung nhé. Nếu như các bạn muốn cái bản tầm bao nhiêu thì các bạn sẽ đặt hàng nhé, mình sẽ làm. Nhưng mà thông thường thì mình thấy nam là đeo cái bản 0,7 như thế này đấy là rất là ok và đẹp. Cầm cái nhẫn rất là thích đấy, rất là thích, nó rất là chắc chắn và dày dặn mọi người nhé. Đấy, các bạn đeo là cứ vô tư luôn, và đặc biệt là cái nhẫn này còn có thể dùng để đánh cảm nhé. Đấy, bởi vì đây là cái sản phẩm làm bằng chất liệu bạc ta, bạc đẹp, cho nên là các bạn có thể là đánh cảm đấy, mình dùng để đánh cảm cho mình hoặc là người thân trong gia đình, mỗi khi bị cảm thì nó cũng rất là tiện. Bởi vì cái nhẫn này thứ nhất là nó cái trọng lượng bạc của nó cũng nhiều, thứ hai nữa là nó cũng gọn gàng nhé, các bạn dễ sử dụng đấy, mình dễ dùng để đánh cảm rất là tốt đó. Thì ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu nhẫn trơn rất là đẹp và dày dặn đấy. Bạn nào mình yêu thích cái dòng nhẫn trơn như này thì các bạn liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0966 646 460 mọi người nhé. Mình nhận làm theo size đấy, các bạn tay to tay bé là hoàn toàn yên tâm là sẽ có size cho các bạn đấy, bởi vì hàng đặt bên nhà mình là mình làm hàng đặt là có thể đáp ứng cho mọi người là như vậy đó. Thì một lần nữa là cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem cái sản phẩm nhẫn trơn này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.